Thông tin mới về vụ nổ xe ô tô khiến tài xế không qua khỏi ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu giờ chiều ngày 4 tháng 11, tài xế P một mình điều khiển xe ô tô của công ty đi đổ xăng rồi chạy về nhà ở ấp Tràng Lắm, thành phố Hồ Chí Minh. Khi cách nhà khoảng 100 mét thì chiếc xe bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy. Ngày 5 tháng 11, Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ xe ô tô làm một tài xế không qua khỏi ở địa bàn ấp Tràng Lắm, xã Trung Lập Hạ. Liên quan đến vụ việc, danh tính nạn nhân được xác định là anh NVP sinh năm 1984, ngụ ấp Tràng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi. Anh P đang làm tài xế tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích huyện Củ Chi. Trong khi đó, chiếc xe ô tô phát nổ là xe do công ty này đứng tên chủ sở hữu. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 4 tháng 11, tài xế P đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích huyện Củ Chi. Sau đó, tài xế này chở lãnh đạo và nhân viên của công ty này đi công tác theo lịch. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, tài xế P một mình điều khiển xe đi đổ xăng rồi về nhà ở ấp Tràng Lắm. Khi về đến cách nhà anh P khoảng 100 mét thì xe bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy. Sau vụ việc, anh P được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Đến tối cùng ngày, nạn nhân được xác định đã không qua khỏi. Ngày 5 tháng 11, Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 11, một số người dân sống tại ấp Tràng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi nghe thấy tiếng nổ lớn. Chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện một chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 51H50975 đang bốc cháy ngùn ngụt trên đoạn đường trồng nhiều cây tràm. Phát hiện nam tài xế còn bị kẹt trong xe, người dân đã nỗ lực tìm cách dập lửa và đưa nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung. Trong khi đó, một bộ phận của xe ô tô bị văng treo lên cành cây, nghi do tác động từ vụ nổ. Liên quan đến vụ việc, camera an ninh ở một nhà dân gần hiện trường ghi lại thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, trên xe ô tô do anh P điều khiển chạy ngang qua, khoảng 7 giây sau thì có tiếng nổ lớn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.